Cẩn thận không là đọc nhầm này. Ba từ này thì có chung một nguyên âm, đó là nguyên âm O, A hai chấm nhé các bạn nhé. Để làm đúng nguyên âm này thì các bạn nhìn khẩu hình miệng, chú ý khẩu hình miệng của mình này. Miệng chúng ta sẽ di chuyển theo chiều dọc, được chưa ạ? O, O, O. Lưu ý nhé, phân biệt với cả âm A trong tiếng Việt. Âm này hoàn toàn khác âm A trong tiếng Việt. Khi các bạn làm âm A trong tiếng Việt là miệng các bạn di chuyển theo chiều ngang, A, A, A. Tuy nhiên âm này miệng phải di chuyển theo chiều dọc cơ. O, 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 O. Rồi vào từ nhá. À, đầu tiên là cái từ này. Từ này thì các bạn hay đọc là ôn đúng không? Ừ, thì mình ngày xưa cũng thế, nhưng mà hôm nay thì sửa đi nhá. Nhìn vào phiên âm nhá, nó gồm có hai âm. Âm thứ nhất đó là O và âm thứ hai là âm L. Âm L này đòi hỏi lưỡi các bạn phải cong lên, đầu lưỡi chạm xương cá. À, đó. Xương cá là phần lợi sần sần ngay phía trên răng ấy. Đó. Đầu lưỡi chạm xương cá. Đó, nhìn nhá. O. Đó, thấy không? Đầu lưỡi nó cong nhẹ lên chạm xương cá. O. 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 Chứ ôn, ôn là đâu có âm L đâu ạ, đúng không? O. 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 Lưỡi cong lên là được. O. Và chú ý cả nguyên âm A hai chấm nữa nhá. Rồi tương tự thôi, từ ban nãy khó hơn xíu rồi, chứ còn hai từ này thì đơn giản. Từ này nhá thì các bạn nguyện vẫn là nguyên âm A hai chấm thôi. Lò, lò, o, lò, o, lò, lò, lò. Ok chưa, đúng là lo, lo không phải nhá, lo là o tiếng Việt nhá. Lò, lò, lò là âm A hai chấm. Tiếp theo là mình đến cái từ này thì nó là họ tương tự thôi, ghép vào âm p và o. O, pò, 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 pò. Chú ý nhá, tất cả đều là âm A hai chấm hết. Và bây giờ mình đố các bạn comment được ít nhất hai từ tiếng Anh có chứa âm A hai chấm đấy. Comment phía dưới cho mình biết nhá.